Hey, tớ là xe lửa Bob. Tớ lái xe trên đường ray. Hành khách có thể ngồi trên tớ và du lịch đến những nơi xa. Tớ cũng mang theo những hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Hãy đi và gặp gỡ những phương thức vận tải. Nhìn kìa, có một chiếc xe hơi. Chào Bob, tớ đang ra ngoài đi tham dự một bữa ăn ngoài trời. Hẹn sớm gặp lại bạn Bob ạ. Nhìn kìa các bạn nhỏ, đó là một chiếc xe cảnh sát. Ông đang làm gì vậy xe cảnh sát? Ông cảnh sát đang ngồi bên tôi để bắt trộm đấy. Đó là một công việc dũng cảm. Ông ấy chiến đấu chống lại sự bất công. Cậu đang đi đâu vậy xe cứu hỏa? Trong mạng rất vội vàng. Có những người bị mắc kẹt trong một đám cháy. Tớ phải đi cứu họ cùng với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hỏa. Nhìn kìa, có một chiếc xe cứu thương đang đến. Tôi đang đến để chở người ốm và người bị thương đến bệnh viện. Cậu đang làm gì vậy xe rác? Tớ đang thu gom rác thải. Nhìn đây này, đó là xe nâng và xe ủi. Này các cậu đang làm gì vậy? Chào Bob, tôi đang giúp nâng bằng cách di chuyển các chướng ngại vật. Chào Bob, tôi đang giúp bằng cách bốc dỡ hàng hóa. Tốt lắm các bạn. Hãy nhìn vào các máy bay trực thăng đang bay đi. Tạm biệt Bob. Hey, xe kéo, bạn đang làm gì thế? Tôi kéo đi những chiếc xe bị hỏng và chết máy. Tớ hy vọng các bạn nhỏ đã có niềm vui học tập qua các phương thức vận tải khác nhau.